Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng ngày 10 tháng 11 năm 2024, vị trí tâm bão số 7, tức bão Yinxing, ở trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, tương đương khoảng 118 đến 149 km/h, giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và tiếp tục suy yếu. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành vùng áp thấp. Vị trí vùng áp thấp trên đất liền, khu vực Quảng Nam đến Bình Định. Cường độ của vùng áp thấp dưới cấp 6. Dự báo về tác động của bão, Trung tâm Dự báo cho biết vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Từ gần sáng ngày 11 tháng 11, vùng biển ngoài khơi khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình bão số 7 trong các bản tin sau. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp nhập 80 phường ở 10 quận, bao gồm quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành 38 phường, giảm 39 phường so với hiện tại trong giai đoạn 2023-2025. Ghi nhận tại đoạn đường Rạch Bùng Binh thuộc phường 10, quận 3, theo kế hoạch thì phường 9 sẽ sắp nhập với phường 10 thành phường 9. Nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực này bày tỏ nguyện vọng việc chuyển đổi giấy tờ và thủ tục hành chính sau khi sắp nhập sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn. Cái vấn đề mà giấy tờ thủ tục hành chính đó thì nó phiền hà lắm, chứ nó không đơn giản như mình nghĩ. Mà cái đó thì mình, cái chuyện đó là do chính quyền thì người dân phải chấp hành thôi. Nhưng mà chỉ cầu mong là sao là mọi chuyện người chính quyền ở phía chính quyền tạo điều kiện cho người dân thay đổi những cái gì mà về phía chính quyền cần thì người dân người ta thực hiện thôi. Ông Nguyễn Ngọc Hùng ở phường 10, quận 3 đã hơn 60 năm qua, khi nghe qua thông tin sắp nhập, ông băn khoăn nhất vẫn là việc thực hiện chuyển đổi giấy tờ sẽ gây mất nhiều thời gian và tốn kém. Bởi giờ đây, ông chỉ có thể dành rất ít thời gian cho việc thực hiện các thủ tục hành chính. Phần thời gian còn lại, ông dành cho việc mưu sinh, kiếm sống. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì giấy tờ của tôi thuộc về phường 10 hết. Thì cái chuyện đó thì người dân ai không muốn, mà nhất là chú nữa, trong cái điều kiện khó khăn phải đi kiếm sống ngày hàng bữa, mà giờ dướng vô cái vấn đề thủ tục hành chính mà nó rườm rà, nó kéo dài thì cái đó là hơi phiền, hơi kẹt cho chú. Về phía phương diện người dân thì ai cũng vậy, chứ không phải riêng mình chú, là điều mong muốn vấn đề thay đổi giấy tờ thủ tục hành chính đó càng nhanh càng gọn, chừng nào thì tốt chừng đó cho người dân. Còn đối với gia đình ông Hứa Văn Tuấn, cả nhà ông luôn theo dõi và đọc tin tức hàng ngày, đặc biệt là những thông tin liên quan đến việc sáp nhập các phường trên địa bàn quận. Vì thế ông không quá lo lắng khi nghe qua thông tin sáp nhập. Ông Tuấn cho rằng sau khi phường 9 và phường 10 sáp nhập thành phường 9 thì chỉ cần có giấy chứng nhận kèm theo hồ sơ, không cần phải thay đổi lại từ đầu các loại giấy tờ. Thì sau này làm một cái, mình dụ như thay đổi địa chỉ vậy, một cái tờ giấy duy nhất thôi. Thì sau này mình sẽ photo tờ giấy đó. Mình sẽ đổi cặp của hồ sơ mình đang cần làm gì thì người ta sẽ có giấy chứng nhận địa chỉ đó và địa chỉ mới thôi, chứ có gì đâu. Nó có tại theo suy nghĩ của mình vậy thôi. Có gì đâu, nó rất đơn giản cho người dân. Chứ không toàn bộ là phải đi thay đổi từ đầu hết, tất cả những giấy tờ gì cũng vậy hết thì coi nó bất hợp lý, vừa tốn kém vừa mất thời gian. Tất nhiên là trên bộ máy hành chính khi người ta đã quyết định xác nhập, người ta đã tính hết rồi. Có nghĩa là những cái nào cần giữ lại, cái nào thiếu người ta bổ sung, cái nào dư người ta sẽ cắt đi.
thì cái nghĩa là ta đơn giản hóa, thí dụ như hồi xưa mật độ đó là 100 km vuông một phường, một xã thí dụ vậy đi, thì bây giờ có thể lên 150 với mật độ, với là khu vực an ninh nó như thế nào thì người ta mới cần bổ sung thêm. Tại vì ví dụ như ở đó dân cư tốt thì sẽ giảm cái lượng cán bộ quản lý ra, còn chỗ nào mà ví dụ như dân cư hơi bị ấy thì người ta sẽ bổ sung tùy theo vị trí của mỗi địa phương. Liên quan đến việc chuyển đổi giấy tờ, thủ tục cho doanh nghiệp và người dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ thực tiễn và kinh nghiệm triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn 10 quận và các phường sau sắp xếp thực hiện chuyển đổi, cập nhật các thông tin cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Theo đó, 10 quận và các phường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC hồi tháng 9 năm 2024. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 9 tháng 11, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên là người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án này. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chỉ đạo rất được quan tâm. Cụ thể, theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, ngày 16 tháng 9 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can với 2 tội danh tham mô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã lợi dụng mua bán vàng bạc, lập khống chứng từ, sổ sách. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát, xác minh thu hồi tài sản. Về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan, ông Tuyên cho biết, ngày 17 tháng 10 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Hải, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về hành vi nhận hối lộ. Khởi tố ông Lê Đình Hải, giám đốc công ty Sài Gòn và Hoàng Đình Trung, giám đốc công ty Thái Nguyên về hành vi đưa hối lộ. Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tỷ đồng và 130.000 đô la Mỹ tiền mặt. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án trên địa bàn cả nước. Ngoài ra, về vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, ngày 27 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan. Đồng thời khởi tố áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can về tội gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, cuối tháng 10 năm 2024, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông thông tin về số tiền vàng, đô la Mỹ và sổ đỏ bị tạm giữ, phong tỏa trong loạt vụ án tham nhũng tiêu cực như Phúc Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil. Trong đó, với vụ án xảy ra tại công ty Phúc Sơn, đã tạm giữ số tiền tài sản là gần 320 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, hơn 530 lượng vàng SJC và hơn 1.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn trong vụ án công ty Thuận An, cơ quan công an đã tạm giữ hơn 91 tỷ đồng và 130.000 đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin cập nhật liên quan các vụ án này tại địa chỉ thanhniên.vn cùng các nền tảng báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.